lên. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang đứng ở trước tiệm máy Yodo Bashi ở phố điện tử Akihabara của Nhật. Thì đây là một cái trung tâm điện máy rất là lớn ở Nhật Bản, thì các bạn cùng mình vào trong này tham quan nhé. Ở đây thì là điện máy Yodo Bashi, thì bán rất là nhiều loại. Cái này đẹp quá ha, Olympus. Cái ống kính nó rất là to luôn các bạn. Cái máy này thì nó là 307.920, kể như là cho như 300 đi, và máy này 60 mấy triệu. Ở đây cũng bán rất là nhiều loại máy ảnh luôn, loại nào cũng có. Trong này thì đồ điện máy là phải nói là ngập tràn luôn, nhất là máy ảnh, cái gì cũng có hết các bạn. Ở đây có các máy quay rất là đẹp, máy quay 4K HD nhìn rất là đã luôn các bạn. Cái này đẹp nè, cái này là quay 4K luôn nè, của Sony. Bao nhiêu tiền đây? Này thì là rất là mắc, 159 160 đi, 32 triệu. Xịn ha, cái này cũng được luôn. Đây thì bán ống kính rất là nhiều luôn. Còn cái máy này là cái máy hôm bữa mình mua nè, Canon 9000D với ống kính 18-135 bữa mua nè. Đây thì nó bán rất là nhiều ống kính luôn. Ống kính này của Canon nè, từ nhỏ đến lớn, loại nào cũng có hết. Bạn nhìn nè, đó. Rất là nhiều. Cái dòng máy của Nikon. Đây là cái Sony 6500. Nhìn nó rất là đẹp. Thì cái máy này đã đang nằm ở tiệm máy Yodo Bashi của Nhật Bản các bạn. Thì mình đang cầm trực tiếp trên tay này, rất là đẹp luôn. Thì đây là cái dòng máy mà quay phim đẹp nhất hiện tại nè, của Sony cung cấp, là Sony 6500 A6500. Cái phím nút này. Con này hiện tại giá của nó là 161.870. Mình nhìn hai cái máy rất là khủng. Nhìn rất là nặng luôn, cầm một tay cầm không nổi. Cái này nữa rất là đẹp. Giá nó rẻ ta, nó có 110.500. Rất là ống kính rất là nhiều. Ở đây thì nó bán chuyên về chân đứng nè, chân để gác lên để quay phim nè. Thì thật ra mà nói là như cái rừng rồi các bạn, cái gì cũng có hết trơn, rất là nhiều loại nè, cái gì cũng có hết. Vào trong này là giống như mình đi lạc vậy, không có nhiều thời gian cho nên không quay cho các bạn được hết. Nhưng mà đại loại thì mình sẽ quay cho các bạn về máy ảnh nè, rồi chân quay nè, một rừng chân quay luôn chứ không phải là một cái chân quay nữa, chân quay phim. Cái chân đủ kiểu, đủ loại, đủ giá tiền. Bên này thì nó có thêm cái phần mà trượt nữa, để máy ảnh lên trượt nữa nè, để quay nè.
Đó, cái này nhìn rất là đã. Cái này bữa coi rồi nó tới 60 triệu lận. Nó nhẹ lắm. Đó, rất là nhiều. Rất là nhiều loại. Bên này thì các loại đèn, đèn để chụp. Đó. Này để chụp chụp vật, chụp các sản phẩm trưng bày vật mẫu này kia. Bên này thì các loại đèn, đèn led. Nhiều loại lắm các bạn. Này để chụp đồng hồ rồi chụp các vật nhỏ. Bên này thì các loại đèn nè. Đèn để quay phim chụp ảnh nè, rất là đẹp luôn các bạn. Toàn là hàng cao cấp hết. Giống như bị lạc trong này các bạn, rất là rộng. Rồi về những cái ba lô để mà đựng máy ảnh, máy chụp hình thì cũng bán rất là nhiều. Đủ loại đủ kiểu hết, cái gì cũng có hết. Đi vào trong này là như bị lạc vậy. Ba lô với đựng máy ảnh. Rất là nhiều. Thì cái này là Phantom 4. Thì bây giờ người ta đang bán cái này rất là nhiều. Phantom 4. Các cánh của Flycam. Đây là cái camera của nó nè. Camera quay 360 độ. Còn đây là cái điều khiển. Để iPad hoặc điện thoại lên nè. Đây là Flycam của Phantom. Nó bay rất là đẹp. Ngoài ra thì bên này nó bán nhiều loại lắm. Nó có những cái loại Phantom nhỏ nữa. Cái loại mini thì nhiều lắm này. Đủ màu hết. Các bạn nhìn nè. Giống như cái này nè, rất là mini, rất là dễ thương. Màu đỏ đủ màu hết. Màu đỏ nè. Đó. Thì cái này là 12 triệu. Xanh da trời. Rất là nhiều luôn, màu xanh da trời. Rồi đây là màu vàng. Rồi màu trắng. Cái này là những cái vật mẫu nha các bạn, cho nên là nhìn nó không được đẹp. Còn khi mà mình mua, người ta sẽ lấy cho mình cái thiệt á, trong kho á, thì rất là đẹp. Đủ màu hết, cái nào cũng có hết trơn á. Thì đây là những cái dòng Phantom mini nè. Đó. Còn bên này thì là những cái Phantom to xíu. Thì này là Phantom 4 Pro cộng. Thì cái này là cái xịn nhất nè, hiện tại á. Thì giá của nó rất là đắt. Nó tới 40 mấy triệu. Phantom 4 Pro cộng. Anh Khoa thì mới vừa mua cái này. Đó bao nhiêu tiền anh? Cái này 930 yên. 930 yên. 200.000 Việt Nam. Em để mua cái gì ta? Trong này là nãy mua cái gì quên rồi. Cái túi đựng. À, cái túi đựng máy ảnh thì là 5 cent mấy, đúng không? Tính ra là gần 1 triệu tiền Việt Nam. Ghê thiệt, ghê thiệt. Đi. Đi xuống nữa hả? À ra rồi nè. À, hai anh em vừa mới mua đồ xong. Thì đây là phố điện tử Akihabara các bạn. Thì mỗi lần mà muốn mua đồ điện tử hay mua cái gì á thì hai anh em đều chạy qua bên này hết. Bên này bán rất là nhiều.
mà cái gì cũng có hết trơn á, vô chỉ cần mình lựa thôi, không có thiếu gì hết. Rồi các bạn nhớ nhấn nút subscribe đăng ký kênh của mình nhé, thì mình sẽ up tiếp những cái clip tiếp theo về Nhật Bản cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn.